Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2022, khi tổ công tác công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang trên đường công tác, thì nhận được tin báo có hai đối tượng trộm tài sản trên xe tải dọc theo tuyến quốc lộ N2B thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Tổ công tác gồm 4 chiến sĩ nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Khi phát hiện hai đối tượng Thọ và Quy, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà chạy xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng và tiêu hủy chứng cứ. Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác đã nhiều lần bắn súng chỉ thiên và ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Thọ vẫn điều khiển xe chở Quy chạy với tốc độ cao, lạng lách, chống trả quyết liệt, dẫn đến xảy ra tai nạn, làm thiếu tá Hồ Tấn Dương hy sinh. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hoàng Thọ 19 năm tù về tội giết người, trộm cắp tài sản, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 180 triệu đồng. Bị cáo Phạm Hồng Quy 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.